Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa họp với các đơn vị liên quan để bàn về phương án thiết kế cũng như nguồn vốn xây dựng hầm vượt sông Hàn. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn Hầm cho biết, dự án hầm qua sông Hàn có điểm nối từ đường mùng 3 tháng 2, Đống Đa, quận Hải Châu đến vòng xoay đường Vân Đồn, quận Sơn Trà. Hầm có chiều dài 1.315m, trong đó đoạn hầm chìm dài 900m, còn lại là hầm hở. Hầm xe có 6 làn xe. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, bắt đầu từ quý 4 năm 2016, tổng số vốn là 4.088 tỷ đồng. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đã đề nghị việc làm hầm phải tính đến việc khớp nối với các trục giao thông, khu đô thị ở hai bên hầm và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi công trình đưa vào sử dụng. Ngoài ra, nhiều ý kiến nêu việc phải lường trước tình huống bão lụt cũng như các vấn đề liên quan đến dòng chảy.